chuyện gì, mày nói rõ tao nghe xem nào. Tao cho mày địa chỉ chỗ này, mày gọi thêm mấy đứa nữa đến giải quyết con này đi. Chơi chán rồi, rồi cũng sẽ phải về nhà vợ con thôi. Chị im ngay đi. Cút. Từ từ đã chồng ơi. Có chuyện gì đấy em? Hôm qua anh có cho ai mượn xe không? Không. Sao đấy? Thế anh chở phụ nữ ở trên xe à? Em nghe ai nói rồi nghi ngờ anh đúng không? Em nhớ là không được nghe ai nói rồi nghi ngờ anh đó đấy. Làm cho vợ chồng mình không vui, hiểu chưa? Vâng. Em uống thế nào? Đã ăn uống gì chưa? Em mệt lắm, mà người cảm giác khó thở ấy. Hay là anh qua với em đi. Em đợi anh một chút nhá, anh qua liền đây. Dạ vâng ạ. Nhưng mà anh ơi, anh nhớ là đi lại cẩn thận nhá, không người ta là để ý đấy. Yêu anh. Alo, tôi nghe đây. Ừ, Trang này, dạo này tình hình vợ chồng của mày như thế nào? Có ổn không? Vẫn bình thường. Có chuyện gì à? Tao nói thật nhá, mày hy sinh cho nó vừa phải thôi. Chịu khó chăm chút cho bản thân vào. Chứ chồng mày vừa đẹp trai lại còn giàu có như thế, có ngày á, mất chồng như chơi đấy. Thế có chuyện gì? Mày nói rõ tao nghe xem nào. Tao thấy ông Hoàng nhà mày ngồi con nào ngọt nước lắm. Thiếu điều là phơi hết hàng họ ra ngoài thôi. Mà nhìn có vẻ là không chỉ là mối quan hệ đơn thuần đâu. Thật á? Thế mày chụp ảnh lại cho tao xem nào. Gửi luôn cho tao nhá. Em uống thế nào? Đã ăn uống gì chưa? Em mệt lắm, mà người cảm giác khó thở ấy. Hay là anh qua với em đi. Em đợi anh một chút nhá, anh qua liền đây. Không cho anh đi đâu. Ngoan nhé. Alo. Này, tao cho mày địa chỉ chỗ này, mày gọi thêm mấy đứa nữa đến giải quyết con này đi. Không thể để nó phá hoại hạnh phúc gia đình mày thế này được. Thôi, mày coi như chưa nhìn thấy gì đi. Cứ để chuyện này cho tao xử lý. Đánh ghen giữa chỗ đông người như thế này chỉ khiến cho mọi chuyện phức tạp thêm thôi. Xấu chàng thì hổ ai. Mày hiền quá Trang ạ. Mày lúc nào cũng lo nghĩ cho ông Hoàng, trong khi ông ấy có nghĩ gì cho mày đâu. Mày cứ kệ tao đi. Trò thế này hả? Sao? Lúc nãy còn khóc lóc than thở lắm mà. Sao bây giờ tươi tỉnh thế? Này, cô là ai đấy? Tôi là ai á? Để tôi nói cho cô biết nhá. Tôi là bạn thân của vợ người mà cô vừa ôm khóc lóc đấy. Thế hóa ra là thế à? Hóa ra là cô ta biết chồng mình ngoại tình, cho nên bây giờ mới cuống cuồng lên à? Mà tôi nghe nói, từ trước tới giờ cô ta thanh cao với cả thông minh lắm cơ mà. Hóa ra cũng chỉ tầm thường. Này, cái hạng gái tầm thường như cô ấy thì không đáng để Trang quan tâm. Nhưng mà tôi nói cho cô biết và cũng cảnh báo cho cô luôn. Đàn ông ấy ai cũng thế. Chơi chán rồi ấy, rồi cũng sẽ phải về nhà vợ con thôi. Mày dám chơi tao à? Được. Alo, chị là Trang đúng không? Tôi là người yêu của chồng chị đây.
tôi muốn gặp chị. Cô đến rồi đấy à? Mời ngồi. Hôm nay tôi tới đây là cần nói chị một chuyện rõ ràng. Cô muốn nói gì? Chắc là chị đã biết mối quan hệ của tôi với anh Hoàng đúng không? Đúng, tôi mới biết. Vậy thì chị khôn hồn, đừng làm kẻ thứ ba xen chân vào cuộc tình của tôi với anh Hoàng nữa. Không ý, thì chị đừng có trách tôi. Tại sao tôi phải làm như vậy? Trong khi đáng lẽ ra tôi mới là người nên đến để đánh ghen và dằn mặt cô. Nhưng biết làm sao bây giờ nhỉ? Người anh Hoàng yêu là tôi, chứ không phải là cô. Mà trong cuộc tình thì tốt nhất không nên có sự xuất hiện của kẻ thứ ba, có đúng không? Làm sao cô dám chắc anh Hoàng yêu cô chứ không phải là yêu tôi? Để tôi nói chị biết nhá. Ngày xưa tôi là người yêu cũ của anh Hoàng, cho nên anh Hoàng thích gì hay ghét gì tôi đều biết hết. Mà đàn ông ý thì ai cũng thích những người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, và đặc biệt là biết nhõng nhẽo để người ta cưng chiều. Còn chị thì chị thử nhìn lại mình xem, đến cái chuyện nịnh chồng chị còn không biết, hay là làm một người phụ nữ yếu đuối để đàn ông họ che chở chị cũng không làm được. Mà cả chuyện chăn gối chắc chị cũng không biết làm đúng không? Để tôi nói chị vài cái tư thế anh Hoàng thích trong lúc làm tình nhá. Như thế thì đã sao? Tôi vẫn là vợ của anh Hoàng, còn cô vẫn là người mà thiên hạ họ gọi là kẻ thứ ba đấy. Thôi, chị bỏ ngay cái triết lý kẻ thứ ba, Tuesday hay là phở đi. Quan trọng nhất vẫn là thái độ của người đàn ông. Đàn ông họ ăn phở bởi vì vị ngon và lạ, nhưng mà họ không thể ăn phở mãi được. Sau cùng họ vẫn phải về ăn cơm thôi. Chị thôi ngay đi, đừng có viện vào cái cớ làm vợ của anh Hoàng nhá. Tôi nói chị biết, những cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình. Có những cái gì không thuộc về mình thì khó giữ cũng không được đâu. Nhưng là trái tim của đàn ông ý. Và một chuyện nữa, cái công ty này, cái nhà và cái xe, nó xứng đáng với tôi hơn. Một người phụ nữ đã bỏ anh ấy đi lúc khó khăn và quay trở về khi anh ấy thành công, so với một người phụ nữ đã ở bên anh ấy từ lúc khó khăn đến lúc thành công, cô nghĩ là anh ấy sẽ chọn ai? Chị im ngay đi. Thế rốt cuộc là chị không chia tay với anh Hoàng đúng không? Anh Hoàng, tôi tưởng cô đáng thương thực sự, mới nể tình xưa nghĩa cũ, năm lần bảy lượt giúp đỡ cô, không ngờ cô lại bày ra ba cái trò bẩn này để phá hoại hạnh phúc gia đình tôi à? Anh Hoàng, không phải như thế đâu ạ. Chính là chị ta gọi em đến đây để đánh ghen em. Tôi đã nghe được hết tất cả rồi. Cô nghĩ tôi tin cô hơn tin vợ tôi à? Anh Hoàng, chẳng lẽ anh đã quên hết tất cả những chuyện ngày xưa của chúng ta sao? Đúng thế. Ngày xưa tôi rất yêu cô, tôi đã từng coi cô là tất cả. Nhưng lúc tôi khó khăn nhất thì cô ở đâu? Người mở cạnh tôi lúc khó khăn nhất, trải qua ba thăng trầm cuộc sống là Trang. Cô có tư cách gì mà đến đây đòi chồng như người ta, đòi gia sản hạnh phúc như người ta hả? Anh, chỉ vì em quá yêu anh cho nên em... Đúng là cái thứ lươn lẹo, kiểu gì cũng nói được. Cút, đừng bao giờ đến tìm tôi nhá. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cái bản mặt kinh tởm của cô. Anh Hoàng. Cút. Em, anh xin lỗi em, anh đã giấu em chuyện này. Cũng may cho anh ý là Trang điềm tĩnh, nhẹ nhàng, cả thông minh đấy. Chứ vớ phải em á, em cho chồng em xong lâu rồi, cho bẽ mặt trước bản thân thiên hạ luôn, chứ không có chuyện là đợi đến đánh ghen vợ nhà người ta như này đâu. Đấy, anh cứ tốt bụng với cả mấy em xinh xắn nữa đi. Anh sai rồi, anh hứa từ giờ anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Anh nói được thì phải làm được đấy, sẽ không có lần sau em giữ thể diện cho anh thế này nữa đâu.